Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ tư và sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy và đảng viên đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, từng bước nâng cao ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, cơ quan văn hóa, đoàn thể vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của các tổ chức, đảng viên vào thành tựu chung của tỉnh, hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 190 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy yêu cầu, mỗi đảng viên cần nêu cao trách nhiệm với quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm, tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi tổ chức cơ sở đảng khẩn trương triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nêu gương người đứng đầu, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong từng cơ quan, đơn vị, cùng chung tay tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.